Bấy giờ quang minh vượt qua 10.000 thế giới, chiếu khắp phương đông trăm ngàn thế giới. Phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức cõi trời sắc cứu kính, hết thảy đều hiện rõ trong đó. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau vây quanh. Nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Vân Thủ Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới kim sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Lúc đó, quang minh của Phật Thích Ca Mâu Ni từ dưới bàn chân phóng ra, vượt qua vạn thế giới, chiếu khắp phương đông 10.000 thế giới, ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Mỗi thế giới trong 10 phương đều có trăm ức cõi diêm phù đề cho đến trăm ức cõi trời sắc cứu kính, hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật vây quanh Phật. Vì nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. 10 vị Đại Bồ Tát tức là Bồ Tát Vân Thủ Sư Lợi vân vân, các ngài đến từ thế giới kim sắc vân vân, được Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Bấy giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Vân Thủ Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Vân Thủ Sư Lợi ở tại đạo tràng của Phật, cùng một lúc phát ra tiếng nói bài kệ dưới đây: nếu dùng uy đức sắc chủng tộc để thấy nhân trung điều ngự sư, đó là bệnh mắt thấy điên đảo, người đó không biết pháp tối thắng. Nếu như dùng sắc tướng đại uy đức, đại thần thông, đại thế lực và chủng tộc tôn quý để thấy Phật thì đó là bệnh mắt, những gì thấy được đều là tướng điên đảo, giống như mang kính màu, thấy nhan sắc đều giả. Do đó có câu: vì trong mắt có màng, trong không thấy hoa hồng. Đây là bệnh mắt, cho nên thấy hoa hồng, hoa vàng ở trong không. Nếu có tư tưởng điên đảo như thế thì chẳng phải là pháp cứu kính, chẳng minh bạch pháp tối thắng vi diệu của chư Phật, chẳng tương ứng với pháp thì chẳng thấy hợp Phật lý. Chúng ta người tu đạo muốn thành Phật thì phải trừ khử tướng điên đảo. Tại sao? Vì Phật và chúng sinh là bình đẳng. Phật chẳng có tâm lý tự hào, cũng chẳng có cảm ưu việt, không coi chủng tộc của mình là cao quý. Mình có đại thần thông, đại trí huệ mà kiêu ngạo, người với chúng sinh như nhau, tùy theo tâm chúng sinh mà thị hiện, thuận căn chúng sinh mà giáo hóa. Bà La Môn giáo Ấn Độ sáng tạo thần thoại, cho rằng Đại Phạm Thiên Vương sinh ra bốn thứ người, do đó mà lưu lại bốn giai cấp. Kỳ thật là một phương pháp để người có trí huệ thống trị người ngu si. Từ miệng của Đại Phạm Thiên Vương sinh ra Bà La Môn Tăng Lữ, để trên vai sinh ra Sát Đế Lợi Vương tộc, trên đây là Quý tộc. Từ bộ đùi sinh ra Phệ Xá Thường Mại, từ bộ chân sinh ra Thủ Đà Nô Lệ, trên đây là Hạ Tiện. Đương thời giai cấp phân biệt rất rõ ràng, dòng quý tộc chẳng cùng đi với giai cấp Hạ Tiện. Truyền thuyết nói dòng Hạ Tiện, người thổ tức là người da đen ra ngoài thì phải mang chuông theo trên mình, dòng quý tộc Tăng Lữ Vương tộc tức là người da trắng, nghe tiếng chuông thì trốn, cho rằng thấy dòng Hạ Tiện thì ngày đó chẳng cắt tường. Điều ngự sư là gì? Tức là Phật. Điều là điều hòa, ngự là giá ngự. Điều hòa như thế nào? Điều hòa phiền não tam giới mà chứng được một thừa bồ đề. Điều hòa phiền não thành bồ đề giống như răng trà. Năm vị điều hòa thì hợp với khẩu vị, mọi người đều nếm một chút. Phật điều hòa chúng sinh cũng như thế. Điều hòa phiền não thì thành mầm bồ đề, tương lai sẽ kết quả bồ đề. Thế nào là giá ngự? Xe thời xưa là ngựa kéo, hoặc là hai con, hoặc là bốn con. Người đánh xe ngựa phải có kỹ thuật, khống chế được ngựa tiến tới hoặc lùi sau, như thế thì xe ngựa mới phát ra uy lực, chiến thắng quân địch. Giáo dục thời xưa là giáo dục văn võ hợp nhất, cho nên chọn dùng 6 nghề, lục nghệ để dạy học.
Học sinh phải hội đủ 6 thứ kỹ năng này thì mới tốt nghiệp. Này nói sơ lược về nội dung lục lại để tham khảo. Một lễ, tức là lễ nghĩa, khi hồn nhân cúng tế, mai táng thì đều có lễ tiết, do đó có câu lễ nghĩa 300, oai nghi 3000, làm việc phải lễ nhường, thấy người phải có lễ nghi, có lễ là văn minh, vô lễ là dã man. Hai nhạc, tức là âm nhạc, phàm là đi học đều phải học âm nhạc, chẳng những có năng lực thưởng thức mà còn phải có kỹ năng diễn tấu, vì âm nhạc có thể hôn đúc tánh tình của con người, phải khoa mục. Khổng Lão Phu Tử, khi học nhạc 3 tháng chẳng biết mùi vị thịt, ông ta chuyên tâm học tập cho nên ăn mà chẳng biết mùi vị. Ba xạ là bắn cung, người xưa dùng cung tên làm vũ khí, trong 100 thước có thể bắn kẻ địch chết, có kỹ thuật trăm phát trăm trúng, có thể gọi là nhà vũ thuật. Khi nước nhà Thái Bình thì bắn cung có thể rèn luyện thân thể, khi quốc gia có chiến tranh thì bắn cung có thể bảo vệ nước nhà. 4. Ngự, tức là cưỡi ngựa, đây là kỹ thuật chuyên môn, phải biết tánh ngựa mới cưỡi ngựa được, phải biết chiến thuật mới đánh xe được, những tri thức này phải hiểu rõ, phải có kinh nghiệm mới làm được. 5. Thư, tức là viết chữ, thời xưa dùng đao chẻ tre làm thành vỏ, dùng cây sơn biên lụa thành quyển, về sau dùng lông làm thành bút để viết. Người đi học dùng thứ pháp làm dấu hiệu, viết chữ đẹp thì biểu hiện có học vấn, cho nên người xưa cũng chuyên tâm luyện chữ. 6. Số, tức là tính đếm, chẳng những minh bạch lễ nhạc xạ ngự thư mà còn phải biết tính đếm, ví như tính về diện tích và thể tích. Bây giờ có máy điện toán, có thể tính số hút tự thiên văn, đây là do tính toán diễn biến mà thành. Đến đời Tống thì người đi học chia ra văn võ, học văn thì không tập võ, tập võ thì không học văn, đây là phong tục tạo thành thư sinh tứ chi bất động, ngũ cốc bất phân, lại tạo thành vũ phu hữu dũng vô mưu. Sắc hình các tướng Như Lai thảy, tất cả thế gian không dò được, ước na dò kiếp cùng suy lường, sắc tướng uy đức truyền vô biên. Sắc hình của Phật có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, nên tướng tốt trang nghiêm, hết thảy chúng sinh thế gian không thể dò được sắc tướng của Phật kiêu kính như thế nào. Trải qua số ức na do tha vô số lượng kiếp để suy lượng các tướng của Phật, càng suy lượng thì sắc tướng của Phật càng nhiều, uy đức của Phật càng nhiều, vô lượng vô biên chuyển truyền số bất tận, chẳng cách gì thấu rõ. Tại sao? Do đó có câu, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, phải tịnh ý mình như hư không. Tuy hư không vô sở hữu, nhưng hết thảy đều bao hàm ở trong hư không. Đây là nói trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Chân không chẳng không cho nên có diệu hữu, diệu hữu chẳng có cho nên có chân không. Chân không chẳng không, diệu hữu chẳng có. Đạo lý là ở chỗ này, cho nên nói sắc tướng của Phật như hư không chẳng có bờ bến. Như Lai không dùng tướng làm thể, nhưng vô tướng là pháp tịch diệt, thân tướng oai nghi đều đầy đủ, tùy thế gian thích đều thấy được. Pháp thân của Phật là không hình không tướng, tuy không tướng, nhưng đâu mà chẳng có tướng. Tất cả sân hạ đại địa, nhà cửa lầu đài, chúng sinh mãn thai thấp hóa, đều là một phần pháp thân của Phật, song không thể nhất định tìm pháp thân của Phật ở đâu, vì pháp thân của Phật là vô tại, vô bất tại, khắp mọi nơi. Phật thường trụ trong tịch diệt, không thể dùng có tướng để cầu Phật, lại không thể dùng vô tướng để cầu Phật. Tại sao? Vì Phật như hư không thì bất khả đắc, cho nên nói hư không là pháp tịch diệt. Tùy thần Phật vô tướng, nhưng bốn đại oai nghi hiện tiền, hiện hiện rất rõ ràng đầy đủ. Phàm là tất cả chúng sinh thế gian đều thành tâm hoan hỷ Phật, thì Phật sẽ thị hiện ra ở trước họ, khiến cho họ thấy được toại tâm mãn nguyện. Tại sao? Vì Phật luôn luôn thuận tâm chúng sinh, phàm là chúng sinh có sở cầu, thì Phật nhất định có cầu tất ứng, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. Phật pháp vi diệu khó lường được, tất cả lời nói không diễn được, chẳng phải hòa hợp, chẳng không hợp, thể tánh tịch diệt không sắc tướng. Lục Tổ Huệ Năng nói, Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác, lìa thế gian cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ.
Phật Pháp thì ở trong thế gian, không giác tức là Pháp thế gian, giác ngộ tức là Phật Pháp. Giác ngộ chẳng lìa khỏi Pháp thế gian, giác ngộ thế giới tất cả vạn vật vạn lý đều dung thông vô ngại. Như thế tức là thật minh bạch Phật Pháp. Nếu lìa khỏi Pháp thế gian, ra bên ngoài tìm Bồ Đề, thì đó là tìm sừng trên đầu con thỏ, không thể nào được. Hết thảy tất cả thế gian đều đang nói Phật Pháp, minh bạch tất là Phật Pháp. Chẳng minh bạch thì là Pháp thế gian, do đó có câu: thấy việc tỉnh việc ra thế gian, thấy sự mê sự đọa trầm luân. Thấy việc gì mà tỉnh ngộ việc đó thì ra khỏi thế gian này, thấy cảnh giới gì mà mê hoặc cảnh giới đó, chuyển thân không qua được, hồi đầu chẳng qua được thì mê mất phương hướng, không biết đông tây nam bắc, như thế thì chắc chắn sẽ đọa vào luân hồi. Hết thảy thiện ác trên thế gian này đều đang nói Pháp dạy người thức tỉnh. Người thiện thì nói Pháp thiện, người ác thì nói Pháp ác. Ai ai cũng đang hiện thân thuyết Pháp. Nhận thức được tức là Phật Pháp tại thế gian, không lìa thế gian giác. Không nhận thức tức là lìa thế gian cầu Bồ Đề, ví như tìm sừng thỏ. Một mê một giác, mê là chúng sinh, giác là Phật. Phật Pháp vi tế đến cực điểm, áo diệu đến cực điểm, thật là khó nghĩ bàn. Nói Phật Pháp là nhiều chăng, nhiều mà không nhiều, nói là ít chăng, ít hoặc không ít, nói là nhiều lại biến thành một, nói là một lại biến thành nhiều, một nhiều không hai. Thật chẳng có cách gì nói ra số lượng chính xác. Phật Pháp vi diệu, tức là con đường lời nói đã dứt, chỗ tâm hành cũng chẳng còn, tức cũng là lìa lời nói tướng, lìa tướng danh tự, lìa tâm duyên tướng, lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng tức là tất cả pháp, không lìa tất cả tướng thì chẳng minh bạch tất cả pháp. Tất cả pháp đang ở đâu? Ở tại nhân gian. Nếu muốn lìa khỏi thế gian để tìm cầu thì vĩnh viễn tìm chẳng được. Bất cứ là lời lẽ gì cũng nói không ra khỏi cứu kính của pháp. Pháp là tịch diệt, cho nên nói chẳng hòa hợp. Bổn thể là tịch diệt là không động là không, không mới không động. Vậy tịch diệt và hợp gì? Lại có thể nói đâu chẳng hợp. Tại sao? Vì tự thể tịch diệt tức là pháp thân, song pháp thân là tùy tâm chúng sinh ưa thích mà thị hiện, đây lại đâu chẳng hòa hợp. Nếu chẳng hòa hợp thì làm sao ứng tâm chúng sinh? Cho nên lại hòa hợp với tâm chúng sinh. Đây là nói pháp thân như hư không, hư không tuy không nhưng sinh vạn hữu. Tất cả vạn sự vạn vật đều do hư không mà sinh. Nói theo pháp thân thì do hư không đầy khắp tất cả mọi nơi, vô tại vô bất tại. Nói theo báo thân thì duyên khởi tu thành, giống như vàng tạo thành tượng Phật đều là vàng. Nói theo hóa thân thì duyên tức chẳng duyên, giống như hình ảnh, nói nó có nhưng vô tướng khả đắc, nói nó chẳng có, lại có ảnh đen tồn tại. Hóa thân là ứng hóa tất cả sở cầu của chúng sinh mà hiện thân nói pháp. Tóm lại, có hình là hòa hợp, không hình thì không hòa hợp. Thể tánh của Phật Pháp là tịch diệt, dùng lời lẽ nói không ra, dùng tâm suy lường cũng không ra. Đây tức là cảnh giới diệu không thể tả, diệu không thể nghĩ. Thân Phật không sinh vượt hí luận, chẳng phải uẩn tụ pháp khác biệt, được sức tự tại sẽ thấy Phật, sở hành vô úy lìa lời lẽ. Thân Phật là không sinh không diệt, mà vượt qua tất cả hí luận, khởi tâm động niệm đều là hí luận, tức cũng là tựa thật mà hư, do đó có câu, hí luận phá huệ nhãn, cho nên chẳng thấy Phật. Thân của chúng sinh là do năm uẩn giả hợp mà thành, nhưng pháp thân của chư Phật chẳng phải do năm uẩn tích tụ. Pháp thân của Phật chẳng có sáu căn, sáu trần, sáu thức, 18 giới đủ thứ pháp khác nhau. Phải tu đạo nghiệp thì sẽ đắc được sức tự tại, đắc được sức tự tại thì sẽ thấy được pháp thân của Phật. Cảnh giới này sở hành vô úy là lời lẽ đã dứt, tâm hành chẳng còn nữa, tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Thần tâm đều bình đẳng, trong ngoài đều giải thoát, vĩnh kiếp trụ chánh niệm, không chấp không ràng buộc. Thân thuộc bên ngoài, tâm thuộc bên trong. Do đó có câu, bên trong quán tâm, tâm chẳng có tâm, bên ngoài quán hình, hình chẳng có hình, phía xa quán vật, vật chẳng có vật. Bên trong chẳng có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế giới, đây là thân tâm đều bình đẳng, thân tâm không tịch, trong ngoài đều giải thoát.
Giải thoát thì chẳng có chấp trước. Giải thoát tức là chánh niệm. Chánh niệm tức là chánh định chánh thọ, tức cũng là tam muội. Chánh niệm hiện tiền thì vĩnh kiếp trụ ở trong tam muội, chẳng có chấp trước, chẳng có quái ngại, vì tất cả đều buông xả, tâm chẳng có ràng buộc, cho nên chẳng có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng. Nếu trở về nguồn cội thì sẽ thấy bổn địa phong quang, đây mới là tự tại thật sự. Người ý tịnh quang minh, sở hành chẳng nhiễm trước, trí nhãn đâu chẳng đến, lợi chúng sinh rộng lớn. Ý tịnh tức là chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn vô minh, chẳng còn ích kỷ, chẳng còn tham sân si các thứ phiền não. Ý niệm thanh tịnh là đại quang minh, chiếu thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Ai tịnh ý thì người đó biết cảnh giới của Phật. Do đó có câu, nếu ai muốn biết cảnh giới của Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Nếu đoạn sạch kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì lúc đó ý niệm sẽ thanh tịnh, trí huệ sẽ hiện tiền. Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ quang minh? Vì tư dục quá nhiều, che lớp quang minh, mà biến thành ngu si đen tối. Lúc đó chẳng nhận thức được cảnh giới mê hoặc. Làm thế nào biến đen tối thành quang minh? Trước hết phải đại công vô tư. Đại công vô tư là chẳng có ngã tướng, tướng ta, nhân tướng, tướng người, chúng sinh tướng, tướng chúng sinh, thọ giả tướng, tướng thọ mạng. Lúc đó ta người một thể, pháp giới đại đồng. Kế đến là chẳng có tầm ích kỷ, tránh đại quang minh, tất cả chẳng nghĩ về mình, phải nghĩ về mọi người. Đó tức là hành vi của Bồ Tát. Có hai câu thơ này nói rất có đạo lý. Lùng thề hữu thực thang qua cận, dã hạc vô lương thiên địa khoan. Nghĩa là gà ở trong chuồng tuy có gạo ăn, có nước uống, xong đến lúc phải bị giết làm thức ăn cho loài người. Còn hạc tuy chẳng có gạo ăn, xong trời đất mênh mông, tùy ý tung hoành vũ trụ, vô cầu vô thúc, chẳng có chấp trước, thật là tiêu dao, thật là tự tại. Chúng ta người xuất gia nên lấy trời đất làm nơi túc trực, bốn biển là nhà, không nên có chỗ trụ xứ. Nếu có chùa thì có lúc sẽ bị dính cứng. Có vị thiền sư đã từng nói, năm ngoái nghèo còn có đất cắm rùi, năm nay nghèo chẳng có chỗ cắm rùi. Tư tưởng này thật là giải thoát tự tại, thật là diệu không thể tả. Chúng ta phải học theo vị thiền sư này, ngoài một bình bát và ba y chẳng cầu gì hết. Tiền là vật ngoài thân, sinh ra chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Có tiền hãy làm nhiều việc công đức, ấn tống một quyển kinh, một quyển sách, tuyên truyền Phật Pháp cũng là công đức vô lượng, hơn tạo chùa lớn, làm tháp lớn. Quang minh làm gì cũng chẳng có chấp trước, chẳng có nhiễm ô. Nhiễm ô là gì? Tức là tham tài, ái sắc. Tài chẳng không thì không thể trừ nhiễm ô được, sắc chẳng không thì không thể trừ sạch nhiễm ô. Nếu không muốn nhiễm ô thì chỉ có một biện pháp, tức là phá hai cửa ải tài sắc, tận hư không biến pháp giới, đều là nơi lập thân. Chúng ta người tu đạo nên nhớ, tài sắc là hai cửa ải, nếu phá được thì tất cả đều chẳng còn chấp trước. Chúng ta người xuất gia phải nên phản tỉnh, nên kim thảo. Người xuất gia tại chùa Kim Sơn biết tiền là vật chẳng sạch, cho nên có người giữ giới không giữ tiền bạc, tức là tay chẳng đụng tiền bạc. Tôi có vị đệ tử nhà rất giàu có, chỉ có một đứa con trai duy nhất. Anh ta chẳng muốn tài sản của cha mẹ vì anh ta mà giới thiệu cô bạn gái. Anh ta cũng cự tuyệt, quyết tâm xuất gia tu đạo, đến chùa Kim Sơn tu hành, cho nên đặc biệt tặng pháp hiệu là Hằng Không. Một ngày nọ, cha mẹ của anh ta gọi điện thoại hỏi anh ta có cần tiền không, có thể gửi đến cho con. Anh ta chẳng nhận tiền của cha mẹ anh ta. Anh ta giữ giới tiền bạc, chẳng thích tiền tài, chẳng tham sắc đẹp, thì không nhiễm trước. Hành vi như thế nhất định sẽ có sự thành tựu. Trí huệ nhãn là chu biến khắp mọi nơi. Nếu không chấp trước thì sẽ có lợi ích rộng lớn đối với tất cả chúng sinh. Một thân làm vô lượng lại làm một, biết rõ các thế gian hiện hình khắp tất cả. Một thân Phật hay làm vô lượng thân lại quy về một thân, đó là cảnh giới của Phật. Chúng ta phải minh bạch, một làm vô lượng, đây là đạo lý một nhiều vô ngại,
vô lượng là một, đây là đạo lý nhiều một vô ngại, tức cũng là cảnh giới cùng nhau vô ngại. Cảnh giới sự cũng vô ngại, lý cũng vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, tức cũng là cảnh giới nói về kinh Hoa Nghiêm. Phật biết rõ tất cả tâm chúng sinh thế gian, giáo hóa chúng sinh chín pháp giới, chẳng từ khổ nhọc, chẳng sợ gian nan, tùy thuận theo tâm ý của chúng sinh mà thị hiện tất cả thân hình đầy khắp mọi nơi. Hôm nay nói về pháp ngoài kinh Hoa Nghiêm, pháp gì? Pháp tiền. Tại sao tiền là vật dơ dáy nhất trên thế gian? Một số người khi đếm tiền thì dùng nước bọt. Nước bọt có vô lượng vi trùng bé nhỏ, chẳng biết trải qua bao nhiêu nước bọt của mọi người, chẳng biết bao nhiêu thứ vi trùng đang truyền nhiễm. Có thể thấy tiền càng đếm nó thì càng không sạch sẽ. Có người ngược lại, rất ham tiền như mạng sống, đây tức là minh tri cố phạm. Có những người vì tham tiền mà hy sinh mạng sống, đầy đủ chứng minh ma lực của tiền lớn cỡ nào. Người Trung Quốc tạo chữ đều trải qua một phen tâm cơ mà thành tựu. Chữ tàu gồm có tượng hình, có chỉ sự, có hội ý, có hình thanh, có truyền chủ, có giả mượn. Mỗi chữ đều không lìa khỏi sáu phạm vi này. Ví như chữ tiền là thuộc về hội ý, tiền gồm có chữ kim, vàng và hai chữ qua, cái mác. Có bài kệ rằng, nhị qua tranh kim sát khí cao, nhân nhân đả phạm lao đao, năng hội dụng già siêu tam giới, bất hội dụng già miệt nan đảo. Nghĩa là, tiền là dùng vàng đúc thành, có hai cái mác để tranh giành vàng, hai bên bạn tranh tôi đoạt mà tạo thành sát khí cao đến tận mây, ai ai cũng vì tiền bạc giúp lấy chẳng biết bao nhiêu phiền não. Người biết dùng tiền thì làm nhiều việc công đức, lợi người lợi mình thì sẽ ra khỏi ba cõi không thọ sinh tử. Người không biết dùng tiền thì dùng nó để tạo tội nghiệp, đọa vào ba đường ác, vĩnh viễn không được giải thoát. Phải biết tiền là vật hại người không thể tham cầu. Tại sao chúng ta muốn xuất gia tu đạo? Tức là muốn không còn tham muốn tài sắc, không chấp trước tài, không chấp trước sắc. Sau đó cử động hành vi của mình thời khắc hồi quang phản chiếu, nhiếp tâm khiến cho đường chạy bên ngoài. Ngày dài tháng rộng, tâm tịnh như kính thì thiện ác tự rõ, lúc đó mới ra khỏi ba cõi, mới liễu sinh thoát tử. Đây tức là bổn hoài của sự xuất gia, như xả bò chẳng được tài, xả bò chẳng được sắc thì cô phụ bổn ý của sự xuất gia. Người trên thế gian vì con cái mà kiếm tiền, nghĩ đủ cách vì con cái mà tích tụ tiền bạc, nhưng họ không biết để tiền bạc lại cho con cháu lại gây họa đến. Nếu chẳng lưu tiền lại cho con cháu, thì ngược lại chẳng có phiền não. Do đó có câu, có con như cha, để tiền lại làm gì? Có con không như cha, để tiền lại làm gì? Con cái có bản lãnh hơn cha, thì để tiền lại cho nó chẳng có lợi ích gì cả. Còn cái mà chẳng có bản lãnh như cha, để tiền lại cho nó, ngược lại dạy nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tiền bạc thì đó chẳng phải là hại con cháu chăng? Người có tiền làm nhiều công đức, tế thế cứu người thì công đức vô lượng. Chúng ta người xuất gia chẳng những tham tiền tài, sắc đẹp, mà còn không khởi vọng tưởng. Khi đi đứng, nằm ngồi thì đều phải khống chế vọng tưởng, khống chế như thế nào? Chỉ một pháp môn tức là niệm Phật hoặc trì chú, bớt nói chuyện, niệm nhiều danh hiệu Phật, niệm đến cảm ứng đạo giao thì sẽ khai ngộ đắc được trí huệ. Do đó có câu, đánh niệm đầu chết đi, pháp thân mới sống dậy. Cho nên người tu đạo phải luôn luôn tự mình quản mình, do đó hãy nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Dùng hai câu này để cảnh tỉnh thì tự nhiên sẽ phản tỉnh, hy vọng mọi người giữ gìn giới luật cẩn thận. Thần này chẳng hình tướng, cũng chẳng chỗ tích tụ, vì chúng sinh phân biệt thấy Phật đủ thứ thân. Thần này hoặc là pháp thân, hoặc là báo thân, hoặc là hóa thân, chẳng có nhất định, thân này chẳng có hình tướng, không thể dùng hình tướng để quán Phật. Trong kinh Kim Cang có nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo không thấy được Như Lai. Lại nói, bậc Như Lai chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi đâu, nên gọi là Như Lai. Đây là cảnh giới thân này chẳng có hình tướng, thân này chẳng phải do năm uẩn tích tụ mà thành, cũng chẳng phải từ 12 xứ hoặc 18 giới đến. Tất nhiên Phật chẳng có một hình tướng, tại sao chúng sinh thấy Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp? Đây là tùy thuận tâm phân biệt hoặc tâm không tốt.
Phật vì muốn khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm mà thể hiện đủ thứ thần khác nhau, tăng thêm tâm hoan hỷ của họ, tăng thêm tâm ngưỡng mộ của họ. Đây là pháp môn phương tiện khéo léo. Người nam muốn tìm người nữ đẹp để làm vợ, người nữ muốn tìm người nam đẹp làm chồng. Đây là chứng minh ai ai cũng hoan hỷ đẹp, chẳng hoan hỷ xấu. Người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy, ai ai cũng đều mong muốn có người vợ đẹp hoặc có người chồng đẹp. Đây là thường tình của con người, là việc thiên kinh địa nghĩa. Có người đưa ra vấn đề, thầy giảng kinh tại sao lại giảng về vấn đề này? Bạn nói không nói cái này chứ nói cái gì? Người xưa nói rằng quân tử chi đạo, triệu đoan ư phu phụ. Trên thế giới này chỉ có nam nữ hai người, có nam nữ rồi mới tạo thế giới. Ở chỗ này đặc biệt thanh minh, đối với nam nữ này chẳng phải ông Adam và bà Eva. Cũng chẳng phải Thiên Chúa dựng bùn tạo thành người nam người nữ để đến thế giới này, đây đều là sự tích của trẻ con. Vậy cứu kính thì làm thế nào có người nam người nữ? Hiện tại thì chẳng có thời gian để giảng. Nói tóm tắt thì thế giới này là do vợ chồng tổ chức mà ra, có vợ chồng sau đó mới có cha con, có anh em, có ta người. Nam nữ tức là âm dương, do đó có câu một âm một dương gọi là đạo, để âm dương thì đạo chẳng thành. Lại nói, cô âm bất sinh, cô dương bất trường. Đây là đạo lý tự nhiên, chúng ta tu đạo thì phải trở về cội nguồn. Người nam tu đạo là ứng do ly trung hư, trở về cản tam vận. Người nữ tu đạo là ứng do khảm trung mãn, đi về khảm lục đoạn. Càn quẻ càn đại biểu cho nam, khôn kẻ quẻ khôn đại biểu cho nữ. Người nam phải trở về đồng chân, người nữ phải trở về đồng nữ. Người nam phải giống như thiện tài đồng tử, người nữ phải giống như long nữ. Các vị đó đều là đồng nam đồng nữ đã trở về cội nguồn. Chúng ta tu đạo cũng phải như thế, bảo trì đồng thể. Như thế thì dễ chứng được pháp thân thanh tịnh. Vì chúng sinh có tầm phân biệt, có thiện ác, có tốt xấu, có thị phi, có trắng đen, đủ thứ vấn đề, cho nên phải tùy thuận tâm chúng sinh mà thị hiện đủ thứ thân, khiến cho chúng sinh thấy được thân Phật. Do đó có câu, ngàn đầm có nước, ngàn đầm có mặt trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Phật thì theo loài mà hóa thân, tầm nước chúng sinh tịnh thì Phật hiện vào trong. Tại sao chúng ta chẳng thấy được thân Phật? Vì lòng tư dục của chúng ta quá nặng, vô minh quá nặng, cho nên trí huệ chẳng hiện tiền. Tâm nước đục thì có Phật cũng chẳng hiện. Vô minh tức là đen tối, trí huệ tức là quang minh. Có vô minh thì có phiền não thì ngu si. Có ngu si tức là đen tối, có đen tối thì chẳng có quang minh. Chẳng có quang minh thì chẳng có trí huệ, chẳng có trí huệ thì chẳng thấy được Phật. Đây đều có quan hệ với nhau. Muốn thấy thân Phật thì phải siêng tu giới định huệ, sẽ diệt tham sân si. Như thế thì thần Phật sẽ tự nhiên hiện tiền, để vì hành giả hiện thần thuyết pháp. Tâm phân biệt thế gian, tâm đó chẳng chỗ có, Như Lai biết pháp này, như vậy thấy thần Phật. Phân biệt là tâm vọng, chẳng phân biệt là chân tâm. Tâm chúng sinh có phân biệt tất cả pháp thế gian. Diệu minh chân tâm là không, cho nên nói là tâm chẳng chỗ có. Chân tâm này cũng vô tại, vô bất tại, tận hư không biến pháp giới, đều là biểu hiện của chân tâm này. Như Lai chứng được lý thể chân như, tứ là thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể. Minh bạch được pháp này, thì thấy được pháp thần của Phật. Bấy giờ quang minh vượt qua trăm ngàn thế giới, chiếu khắp phương đông trăm vạn thế giới, phương nam, tây, bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ước cõi diêm phù đề, cho đến trăm ước trời sắc cứu kính, hết thảy trong đó đều hiện rõ. Trong mỗi cõi diêm phù đề đó đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng đến chốn Phật, các vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, đến từ thế giới kim sắc, vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai, vân vân. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni từ dưới chân của ngài phóng ra luồng hào quang, vượt qua một vạn thế giới, chiếu khắp phương đông,
100 vạn thế giới, và phương Nam, phương Tây, phương Bắc và bốn hướng trên dưới sáu phương cũng đều như thế. Mỗi thế giới trong 10 phương đều có trăm ước cõi Diêm Phù Đà, cho đến trăm ước trời sắc cứu kính, hết thảy thế giới ở trong đó đều hoàn toàn hiện ra. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đà đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều kiếp số hạt bụi 10 cõi Phật đến vây quanh Phật, hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật, nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều kiếp số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. 10 vị Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài từ nước của các ngài đến, tức là thế giới kim sắc vân vân như đã nói, các đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Bấy giờ khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: Lúc đó khắp mọi nơi có vô lượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ dưới đây: Như Lai tự tại nhất, siêu thế chẳng chỗ nương, đủ tất cả công đức, độ thoát nơi các cõi. Phật là tự tại nhất, chẳng vào chẳng tự được. Tức cũng là tùy tâm như ý, muốn thế nào thì thế đó, chẳng có hạn chế tự tại thật sự. Nếu mình làm chủ được, thì chẳng có phiền não gì cả, chẳng bị cảnh giới chuyển biến, không khởi vọng tưởng, chẳng chấp trước, đó đều là tự tại. Phật vượt ra khỏi thế gian, chẳng có chỗ nương, Phật đầy đủ tất cả công đức, độ thoát tam giới 25 cõi. 25 cõi đó là bốn châu bốn đường ác, phạm thiên lục dục thiên, vô tưởng ngũ bất hoàn, tứ không và tứ thiện. Tại dục giới có 14 cõi, tức là bốn đại châu, bốn đường ác, sáu trời dục. Tại sắc giới có 7 cõi, tức là tứ thiện thiên, đại phạm thiên, vô tưởng thiên, ngũ bất hoàn thiên, vô não thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu kính thiên. Tại vô sắc giới có 4 cõi, tức là trời không, tức là trời tứ không, trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Chúng ta đều ở trong 25 cõi, chưa lìa khỏi sinh tử. Không nhiễm, không chấp trước, không tưởng, không y trì, thể tánh, không thể lường, thấy được đều khen ngợi. Cảnh giới của Phật cũng chẳng nhiễm ô, cũng chẳng chấp trước, cũng chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng có chỗ y trì. Thể tánh của Phật không thể lường được, phàm là ai thấy được Phật đều khen ngợi Phật, thấy Phật chẳng thấy Pháp, thì chẳng phải thấy Phật chân thật, thấy Pháp mới là thật thấy Phật. Đức Phật đến trời Đao Lợi vì mẹ của Ngài là Ma Gia Phu Nhân nói kinh Địa Tạng xong rồi, trở về nhân gian, thì tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc, thần thông bậc nhất bên Ni chúng, thấy Phật trước nhất, do đó tự cho là vinh hạnh. Phật nói với tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc rằng: Người thấy ta trước nhất chẳng phải nhà ngươi mà là Tu Bồ Đề. Lúc đó Ngài Tu Bồ Đề đang phá áo ở trong tịnh xá, chứ chẳng ra ngoài nghinh tiếp Phật. Song Tu Bồ Đề dùng tâm để nghinh tiếp, dùng pháp để nghinh tiếp. Ngài là người giải không bậc nhất, kinh Kim Cang do Ngài thỉnh pháp, trong kinh có nói: Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai, tức là đạo lý này. Quang minh khắp thanh tịnh, trần lũy đều tẩy sạch, chẳng động lìa hai bên, đây là trí Như Lai. Trí huệ quang minh của Phật khiến cho pháp giới thanh tịnh, tẩy sạch hết tất cả trần cấu của tình ái, khiến cho chẳng còn sự ràng buộc tình và ái. Đoạn dục khử ái là pháp môn trở về nguồn cội, khôi phục đồng thể. Chúng ta nên tu pháp này, không rơi vào không có hai bên, không rơi vào đoạn thường nhị kiến, tức là trung đạo. Chấp đoạn, ngoại đạo nói, người chết như đèn tắt, chẳng còn gì nữa. Chấp thường, ngoại đạo nói, người chết đời sau vẫn là người, chó chết đời sau vẫn là chó. Hai thứ ngoại đạo này đều phủ nhận nhân quả, bát vô nhân quả. Phật chẳng động, lìa khỏi bên không, lìa khỏi biệt có, đây tức là trí huệ của Phật. Nếu thấy được Như Lai, thân tâm lìa phân biệt, tức nơi tất cả pháp, dứt hẳn các nghi trệ. Nếu như có người thấy được Phật, thì thân tâm đều lìa khỏi sự phân biệt.
Người đó thấy Phật như hư không thì đối với tất cả các pháp thông đạt vô ngại, vĩnh viễn dứt hẳn tất cả sự nghi trệ. Chúng ta tu đạo thì phải chiếu theo tin hiểu hành chứng, bốn bước lớn này mà tu hành, chẳng những đối với Phật chẳng có hoài nghi, mà đối với Pháp cũng chẳng có hoài nghi, phải tin Pháp của Phật nói đều là lời kinh nghiệm. Pháp của Phật nói đều là Pháp mà thân Phật trải qua các cảnh đó mà ngộ đạo. Chúng ta học Phật Pháp, tức là học phương pháp Phật thành Phật. Trong tất cả thế gian, nơi nơi truyền Pháp Luân, không tin không chỗ truyền, đạo sư Phương Tiện nói, trong mười phương tất cả thế gian, nơi nơi đều có chư Phật đang ở trong đó truyền đại Pháp Luân, đánh trống Pháp lớn, thổi la Pháp lớn, giáo hóa chúng sinh, Pháp vốn chẳng có tự tánh. Bổn thân Pháp không thể truyền Pháp Luân, cho nên không truyền, nên là Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để nói Pháp. Nơi Pháp chẳng nghi ngại, dứt hẳn các hí luận, không sinh tâm phân biệt, là niệm Phật Bồ Đề, là Pháp. Pháp là phương tiện, là Pháp phương tiện giáo hóa chúng sinh. Pháp phương tiện này là vì người mà thí, nếu chẳng có người thì Pháp cũng chẳng có. Pháp là Phật nói, Phật chẳng tại thế gian, song Pháp vẫn lưu tại thế gian. Tâm chúng sinh tin Pháp nhẹ hơn so với tâm nghi hoặc, có gì mà chứng minh? Ví như có người giới thiệu cho bạn một người bạn, trước hết nói anh ta trung hậu ra sao, có học vấn như thế nào, tốt như thế nào. Bạn nghe rồi thì nhất định sinh hoài nghi, muốn điều tra một phen. Đây là vì niềm tin không đủ. Đây là đối với thiện pháp mà nói, nếu có người nói người nào đó phẩm hạnh chẳng tốt tệ đến cực điểm, chẳng có hiếu với cha mẹ, chẳng chung với đất nước, bất tín đối với bạn bè, thì lúc đó bạn liền tin sâu chẳng hoài nghi, không cần đi điều tra, đây là đối với ác pháp mà nói. Có người nói với bạn chánh pháp thì bạn liền khỏi nghi hoặc rằng có Phật chăng, có Bồ Tát chăng, có A-la-hán chăng. Như có người nói với bạn tà pháp thì bạn liền tin ngay, còn tham gia hội đoàn của họ vì họ mà làm nô lệ, song mình vẫn chẳng biết bị người lợi dụng. Thứ người này thật đáng thường xót.